vấn đề kê khai tài sản của cán bộ và trách nhiệm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Vào ngày 6 tháng 9, tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng năm 2024, Phó chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Cường khẳng định nhiều trường hợp cán bộ lãnh đạo sau khi cơ quan điều tra khám xét mới phát hiện khối tài sản lớn không kê khai, không rõ nguồn gốc. Theo báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2024 đã có 2.518 người được xác minh việc kê khai, chỉ có 4 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng kết quả phát hiện xử lý các trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực còn chưa tương xứng với tình hình thực tế. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đồng tình cho rằng việc kê khai tài sản đối với các đối tượng thuộc diện cần phải giám sát theo quy định lâu nay hoàn toàn chỉ mang tính hình thức, chỉ nhắm vào giới chức cấp thấp trong bộ máy của nhà nước và chưa được coi trọng. Kể cả cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời cũng tránh né khi cho rằng vấn đề kê khai tài sản có liên quan đến các thông tin cá nhân riêng tư là vấn đề nhạy cảm. Chỉ cần nhìn vào các trường hợp nổi cộm gần đây về sự giàu có bất thường của cựu chủ tịch huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Giang Hương. Bà Hương bị kỷ luật vì kê khai tài sản không trung thực sau khi bị lộ vừa bị lừa 171 tỷ đồng. Hay mới nhất là trường hợp cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ cũng bị kỷ luật và khởi tố bắt giam với lý do giàu bất chính. Công khai, minh bạch tài sản quan chức là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc phòng chống tham nhũng ở mọi quốc gia, kể cả ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong 3 nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã không quan tâm đúng mức cần thiết. Đó là lý do hầu hết các lãnh đạo ở tất cả các cấp, từ trung ương tới địa phương, giàu có một cách bất thường, nhưng không cần thiết phải che giấu. Trường hợp cựu Ủy viên Trung ương Đảng Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch Ngân hàng Vietinbank bị truy tố mới đây là một minh chứng. Trước khi bị khởi tố bắt giam, ông Lê Đức Thọ đã bị xử lý kỷ luật với lý do không giải trình số tiền hơn 3.000 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Đó là chưa kể đến số cổ phần trái phiếu với trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng nữa. Mở rộng điều tra với nghi can Lê Đức Thọ, theo kết luận điều tra của vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Uê của Cục An ninh Điều tra A09 Bộ Công an, ông Thọ bị truy tố tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để mà trục lợi. Theo đó, tổng số tiền hối lộ mà ông Thọ nhận từ bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, lãnh đạo công ty Xuyên Việt Uê, đến gần hơn 1 triệu đô la. Công luận đặt câu hỏi, vậy còn có bao nhiêu người kê khai tài sản không trung thực khác đây? Và mong muốn Tổng Bí thư Tô Lâm cần có giải pháp để mà xử lý triệt để vấn nạn này. Công luận thấy rằng chủ trương khi quan tham bị lộ, nếu là lãnh đạo từ cấp ủy viên trung ương trở lên thì cho phép chủ động xin thôi chức và nộp lại 2/3 tài sản tham nhũng sẽ bị xử lý hành chính hay kỷ luật cho nội bộ đảng. Thực chất là chính sách khuyến khích tham nhũng. Theo giới thạo tin, Bí thư Lê Đức Thọ là đàn em đồng hương Phú Thọ của cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, kẻ sau Đại hội Đảng lần 12 đã bỏ cựu Thủ tướng Ba Dũng để về dưới trướng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Hội nghị Trung 8 khóa 13, trong tiến trình kế hoạch đảo chính không tiếng súng, Bí thư Thọ đã bị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm loại trừ. Đó là lý do vì sao trước khi Tổng Bí thư Trọng qua đời vẫn còn nhiều thắc mắc về trách nhiệm của ông trong vai trò trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 13. Vì sao lại chọn sai Lê Đức Thọ và có liên quan gì đến khối tài sản vài ngàn tỷ đồng tham nhũng mà ông đã có hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vấn đề kê khai tài sản cán bộ, trách nhiệm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn không chùn bước trước áp lực của phe quân đội? Theo một số nhận định, Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là đang tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại cây tre, nghiêng về phía phương Tây và Hoa Kỳ, thay vì nghiêng về phía Trung Quốc, bất chấp các cảnh báo cho rằng phe tướng lĩnh quân đội sẽ bằng mọi giá ngăn chặn ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Mới đây nhất, tờ báo New York Times của Mỹ, một tờ báo nổi tiếng, vừa nhận được giấy phép thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam. Trong khi, ở chiều ngược lại, Bộ Công an tổ chức khám xét văn phòng làm việc của công ty VNG, một nhà phát hành công nghệ trực tuyến được cho là do Trung Quốc thao túng. Theo giới thạo tin, công ty VNG là chủ sở hữu nền tảng ứng dụng Salo, chuyên nhắn tin và gọi điện thoại miễn phí lớn nhất tại Việt Nam. Salo là một nhà sản phẩm của công ty Tencent Trung Quốc, đồng thời WeChat cũng là một sản phẩm của công ty này. Nhiều ý kiến khẳng định thực chất Salo là phiên bản tiếng Việt của WeChat Trung Quốc. Tuy thông tin liên quan đến việc khám xét trụ sở công ty VNG ngay lập tức đã bị gỡ bỏ, nhưng các cáo buộc cho rằng
công ty này đã để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng vẫn còn tồn tại. Một số vấn đề mà giới quan sát quan tâm và đặt câu hỏi đó là tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn rất tự tin trong chính sách đối ngoại bất chấp các phản ứng mạnh mẽ từ ban tuyên giáo cũng như phe tướng lĩnh của quân đội. Câu chuyện lùm xùm xung quanh cáo buộc cho rằng Đại học Fulbright chuẩn bị cho kế hoạch cách mạng màu là không hề đơn giản chút nào. Kênh truyền hình quốc phòng của Việt Nam với phóng sự "Không để cách mạng màu đổi màu giáo dục" đã đưa ra một thông điệp mang tính cảnh báo. Đây được xem là phản ánh quan điểm chính thức của giới lãnh đạo quân đội tại Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là vậy Tổng Bí thư Tô Lâm đã và đang sở hữu thứ vũ khí gì mà không hề lo sợ, thậm chí còn có các phản ứng công khai ở tầm mức cao hơn như đã thấy. Theo một số nhà phân tích, sau đại hội lần thứ 12, sự xuất hiện của ông Nguyễn Tân Dũng trong lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Thượng tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giữ chức vụ trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên vào ngày 31 tháng 7 năm 2016 là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho sự tái xuất của ông Bà Dũng. Đáng chú ý, trong buổi lễ này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau khi trao quyết định cho Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng kỷ niệm chương cho nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Đây được cho là một thông điệp liên minh chính trị được công bố một cách kín đáo. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã cảnh giác và quyết định tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương để giám sát Bộ trưởng Tô Lâm và kiểm soát hoạt động của Bộ Công an. Sau đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã trở thành một người giúp việc đắc lực cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đỉnh điểm là việc Bộ trưởng Tô Lâm bất chấp nguy hiểm tham gia trực tiếp vào chiến dịch bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại trung tâm thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức vào tháng 7 năm 2017. Điều đó đã làm cho ông Trọng tin tưởng vào ông Tô Lâm hơn rất nhiều. Những điều việc kể trên càng được khẳng định sau khi mới đây, tờ Thời báo.de đã công bố tấm hình tư liệu từ năm 2008. Bức hình cho thấy Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đang trò chuyện với Thiếu tướng Tô Lâm. Vào thời điểm đó, sếp của ông Tô Lâm chính là tướng Nguyễn Văn Hưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, cũng là một đàn em thân cận của ông Bà Dũng. Đó là lý do ngay sau khi Bộ trưởng Công an Tô Lâm hoàn tất kế hoạch đảo chính không tiếng súng lên nhậm chức Chủ tịch nước, người ta đã thấy ông Bãi xuất hiện liên tục bên cạnh tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo một số ý kiến, tới đây trong ba tướng quân đội như Phan Văn Giang, Lương Cường hay Nguyễn Trọng Nghĩa lên giữ chức Chủ tịch nước cũng khó có thể xoay chuyển được tình thế trên bàn cờ chính trị tại Việt Nam, ngoại trừ việc Bắc Kinh có những hành động tích cực sử dụng áp lực quân sự như đã từng dùng để loại bỏ ông Nguyễn Tân Dũng trong cuộc đua trước Đại hội Đảng lần thứ 12. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn không chùn bước trước áp lực của phe quân đội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.